khải chúa, quân ta đã bao vây mấy ngày mà quân Mạc vẫn cố thủ không đánh. Thời tiết nóng bức, nếu cứ thế này, nhuệ khí quân ta e rằng khó giữ ạ. Quả thật là oi bức, xem ra không thể tiếp tục vây giặc được nữa. Mau truyền lệnh ta, chuẩn bị hồi kinh. Bổn chúa đã thay mặt bệ hạ phong Tạc là thái úy, tả tướng tiết chế các doanh quân thủy, quân bộ các sứ, tước Tây quốc công. Giỏi lắm. Mau lệnh cho Thái Bảo Khê quận công Trịnh Trượng đốc quân đuổi theo, bắt bọn chúng về đây chém hết cho ta. Tuân lệnh. Mùa xuân năm Mậu Dần 1638, Mạc Kính Khoan ở Cao Bằng qua đời. Con là Mạc Kính Vũ không chịu thần phục triều đình nhà Lê, lại xưng niên hiệu. Trước tình hình đó, Thanh Vương Trịnh Tráng nhận thấy thế lực Mạc Kính Vũ có thể uy hiếp triều đình Thăng Long, nên đã đích thân lãnh binh sĩ đi đánh. Khi xưa Mạc Kính Khoan biết tiến biết lùi, nên dù bị thua trận khi dâng biểu xin hàng, vẫn được phong thái úy thông quốc công, được triều đình coi như một viên quan cai quản đất Cao Bằng. Vậy mà Mạc Kính Vũ lại xưng niên hiệu, rõ ràng hắn muốn lập triều đình riêng. Bởi vậy lần xuất quân này phải dẹp yên Mạc Kính Vũ. Khải chúa, đất Cao Bằng là nơi họ Mạc đã sinh sống nhiều năm, thông thuộc đường đất, nên không thể coi thường chúng được. Bổn vương đã cho người đi thám thính quanh đây, ta phải có đối sách cụ thể trước khi xuất quân. Khải chúa, hạ quan xin được lĩnh quân tiên phong xông vào trại giặc ạ. Người... Hạ quan chịu ơn chúa. Hạ quan xin dốc sức mọn để đền ơn chúa. Tốt, tốt lắm. Sớm ngày mai, ngươi hãy dẫn binh đi tiêu trừ bọn chúng. Tuân lệnh. Khải chúa, khải chúa, quân hạ đã bị quân Mạc bắt rồi ạ. Hả? Bị bắt rồi sao? Mạc Kính Vũ đúng là không thể coi thường được. Lần này, tướng nào dám làm tiên phong đánh quân Mạc? Quân hạ tuy không phải một võ tướng xuất chúng, nhưng tinh thần thật đáng khen. Còn ngươi... Khải chúa, ngươi thân là võ quan của triều đình, bổng lộc chẳng thua kém quan viên nào, vậy mà đang đánh trận lại đem quân bỏ chạy. Triều đình ta có một viên quan như ngươi thì làm sao vững mạnh, làm sao trường tồn? Ngươi đâu? Mang quận lâm ra ngoài chém. Khải chúa, hạ quan không dám, xin chúa thứ tội ạ. Khải chúa, tha cho hạ quan, khải chúa. Các ngươi hãy nhìn quận lâm, bất cứ ai chỉ cần có suy nghĩ lùi bước trước kẻ thù đều đáng bị chém. Chúng mặt tướng xin dốc sức phi triều đình. Tốt lắm, các tướng hãy chỉnh đốn lại binh sĩ. Sáng sớm ngày mai, bổn vương đích thân dẫn quân bao vây trại giặc. Tuân lệnh. Khải chúa, quân ta đã bao vây mấy ngày mà quân Mạc vẫn cố thủ không đánh. Thời tiết nóng bức, nếu cứ thế này, nhuệ khí quân ta e rằng khó giữ ạ. Quả thật là oi bức, xem ra không thể tiếp tục vây giặc được nữa. Mau truyền lệnh ta, chuẩn bị hồi kinh. Tuân lệnh. Do điều kiện khách quan và chủ quan, nên Thanh Vương Trịnh Tráng đành về rút quân khỏi Cao Bằng. Đây là cách để bảo toàn lực lượng khi chưa biết rõ sức mạnh của quân Mạc Kính Vũ là người nắm binh quyền của triều đình nhà Lê. Thanh Vương Trịnh Tráng là người gánh vác mọi trọng trách của đất nước thay vua Lê Thần Tông. Bởi vậy, vị thế của Thanh Vương trong triều ngày càng được gia tăng, khiến ông càng kiêu ngạo và lộng hành. Trời đang vào tiết thu, nắng đẹp mà hoa cũng đẹp. Những bông hoa hôm nay rất đẹp, nhưng vẫn còn thua xa vẻ đẹp của Tiệp Dư người. Người đó thật là biết nịnh. Nô tỳ nói thật mà, trong hậu cung này ai mà không ghen tị với vẻ xuân sắc rạng người của Tiệp Dư. Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mà phải giam mình trong cung cấm, thật là uổng phí biết bao. Thiên hương quốc sắc như thế mà phải giam thân trong này ư? Vương thượng chớ có lỗi đạo làm tôi như thế.
ngài không sợ phạm tội khi quân hay sao? Ta hỏi đùa thế thôi. Đến bệ hạ còn phải nhất nhất nghe lời của ta. Vậy mà nàng lại dám nổi giận với ta sao? Mọi quyền hành đều nằm trong tay của vương thượng. Vương thượng muốn làm gì mà chẳng được. Thiếp đây chỉ là phận đàn bà, biết tận trung mà thôi. Không biết có lệnh của ai khác ngoài bệ hạ cả. Khéo khen cho nàng biết một lòng tận trung. Để xem, bệ hạ sẽ chiều lòng một phi tần hay sẽ phải nghe theo lời của bốn vương. Khải chúa, nô tài có chuyện cần bẩm báo ạ. Khải chúa, trong cung có lời đồn không hay, một số quan viên trong triều cũng đã nghe được ạ. Lời đồn sao? Dạ bẩm, là hôm ngài vào chầu vua, khi về tới ngự hoa viên gặp bà Tiệp Dư đó ạ. Họ đồn chúa không những vượt quyền của vua mà còn có tình ý với phi tần trong hậu cung nữa ạ. Ta thấy cô ta tuổi vừa đôi mươi lại xinh đẹp, nên có buông lời trêu ghẹo. Nghĩ lại thì thấy đúng là ta đã quá trớn rồi. Việc này phải tìm cách ứng phó. Dạ. Lão hãy cho truyền phó tướng tới đây cho ta. Tuân lệnh. Bái kiến vương thượng. Có việc này cần ngươi lo liệu. Xin vương thượng phân xử. Việc Đặng Tiệp Dư ở hậu cung đã đồn ầm lên rồi. Ta tính bệ hạ cũng đã đến lúc nhường ngôi cho Thái tử Lê Duy Hựu rồi. Người hãy đi chuẩn bị một cung riêng, để bệ hạ lên làm Thái Thượng Hoàng sẽ tới ngự ở đó. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Để đối phó với tin đồn về Tiệp Dư họ Đặng, Khanh Vương Trịnh Tráng đã ép vua Lê Thần Tông nhường ngôi cho Thái tử Lê Duy Hựu, tức vua Lê Chân Tông, và lên làm Thái Thượng Hoàng. Đầu năm 1645, chúa Trịnh Tráng sai vương tử Trịnh Tạc đem quân đánh Mạc Kính Vũ ở Cao Bằng và thắng trận. Tháng 4 năm đó, Trịnh Tráng nhân danh vua Lê phong cho Trịnh Tạc làm thái úy, tả tướng, tiết chế các doanh quân thủy, quân bộ các xứ, giữ quyền bính trong nước, tước Tây Quốc Công, mở phủ Khiêm Định. Trịnh Tạc, lần này con đã lập công lớn cho triều đình. Ta sẽ nhân đây cho con nắm giữ binh quyền và quản lý việc trong nước. Có tội phải phạt, có công tất thưởng như vậy. Vừa răn đe lại vừa cổ vũ được kẻ dưới. Bệ hạ còn nhỏ, bổn chúa thay bệ hạ sắc phong cho Trịnh Tạc làm thái úy, tiết chế các doanh quân thủy, quân bộ các xứ, giữ quyền bính trong nước, tước Tây Quốc Công, cho phép mở phủ Khiêm Định. Tạ ơn phụ vương. Ông có thấy Thanh Vương ngày càng chuyên quyền không? Ông ấy quản việc trong việc ngoài. Bệ hạ vốn là hữu danh vô thực, nhưng nay ông ấy còn nhân danh bệ hạ mà sắc phong cho con trai Trịnh Tạc làm thái úy thì thật là quá lắm. Việc này đúng là vượt chức trách quá lớn. Nhưng bệ hạ còn nhỏ, mọi việc trong triều ngoài nội xưa nay đều do họ Trịnh đảm nhiệm. Hơn nữa Trịnh Tạc lập công lớn nên... Thế này thì còn đâu là triều đình nhà Lê nữa. Thưa các quan văn võ, lần này Trịnh Tạc có công lớn trong việc dẹp loạn Mạc Kính Vũ ở Cao Bằng. Bổn chúa đã thay mặt bệ hạ phong Tạc là thái úy, tả tướng, tiết chế các doanh quân thủy, quân bộ các xứ, tước Tây Quốc Công. Như vậy vừa để Tạc hết mình phò trợ bệ hạ, lại nêu gương cho các tướng bên dưới hết lòng vì bệ hạ. Thanh Vương nói rất phải. Vương Thế Tử Trịnh Tạc tuổi trẻ tài cao khó ai sánh kịp. Để Thế Tử phò trợ chúa thượng việc nước thì mọi thứ sẽ êm xuôi. Khải chúa, chúa đã một mình quản hết việc nước, đạo thần tử đã có chỗ khó rồi. Nay lại phong cho Vương Thế Tử làm thái úy Tây Quốc Công, cho quản hết quốc gia trọng sự. Các Vương Thế Tử mỗi người giữ lấy một trấn to, như thế là chúa giữ nước làm của riêng đấy. Ông... Nếu không có việc gì nữa, các người hãy lui đi. Khải chúa,
Ngự sử Đặng Phi Hiền buông nói lời phạm thượng, phải xử lý ông ta như thế nào ạ? Cấp cho ông ta ít tiền, rồi cho ông ta về quê nghỉ ngơi đi. Dạ, hạ quan sẽ đi làm ngay ạ. Việc Thanh Vương Trịnh Tráng phong cho con trai Trịnh Đạc làm thái úy Tây Quốc Công đã khiến cho một số quan lại bất bình. Đúng như lời can gián của ngự sử Đặng Phi Hiền, giữa năm 1645, sau khi Trịnh Đạc được phong thái úy Tây Quốc Công, hai vương tử là Phù Quận Công Trịnh Lịch và Hoa Quận Công Trịnh Sầm đem lòng oán giận, lợi dụng khi chúa Trịnh Tráng bị ốm đã cất quân nổi loạn. Anh vẫn còn ở đây mà cắt tỉa cành được sao? Đó là việc thường ngày, cớ sao lại không làm? Trịnh Lịch, cùng ta vào trong uống trà. Thời cơ cho chúng ta giành lấy những thứ thuộc về chúng ta đã đến rồi. Em mới nghe tin phụ vương bị cảm, chẳng phải đây là thời cơ tốt hay sao? Phụ vương lâm bệnh mà chúng ta lại gây sóng gió, e rằng phụ vương sẽ nổi giận. Đến giờ này mà anh còn lo phụ vương nổi giận hay sao? Từ khi chúng ta sinh ra đến nay, nếu không phải phụ vương luôn đối xử thiên lệch với chúng ta, thì chúng ta đâu sinh lòng khác. Tài cán của chúng ta đâu thua kém gì Trịnh Tạc, đều là phận con thứ. Tại sao chúng ta luôn phải phục tùng Trịnh Tạc chứ? Anh nghĩ xem, nếu ngôi chúa kia về tay một trong hai anh em ta, thì con cháu chúng ta sẽ được hưởng những gì lẽ ra cha chúng được hưởng. Được, ngày tối nay chúng ta sẽ hành động. Người nói sao? Mau nói lại cho ta nghe. Phụ vương chớ nóng giận mà tổn hại sức khỏe. Mau nói. Khải chúa, Thái Bảo Phù Quận Công Trịnh Lịch và Thái Phó Hoa Quận Công Trịnh Sầm cất quân nổi loạn. Được, được lắm. Bổn chúa vừa mới phải cảm thôi mà chúng đã nhân cơ hội này mà làm loạn. Nếu tao bệnh nặng thì chúng sẽ ra sao? Hỏng, hỏng cả rồi. Phụ vương, có lẽ ngự sử Đặng Phi Hiển nói đúng. Trịnh Sầm và Trịnh Lịch bất mãn việc con được phong thái úy nên... Chúng được phép bất mãn sao? Trịnh Tạc, còn hãy mang quân bắt hai đứa nghịch tử kia về cho ta. Tuân lệnh phụ vương. Mọi người nhanh lên, đuổi theo, bọn chúng ở phía trước, mau đuổi theo, đuổi theo, chạy lên, Khải chúa, thái úy đã bắt được Phù Quận Công Trịnh Lịch, còn Hoa Quận Công Trịnh Sầm đã trốn vào Ninh Giang rồi ạ. Giỏi lắm. Mau lệnh cho Thái Bảo Khê Quận Công Trịnh Trượng đốc quân đuổi theo, bắt bọn chúng về đây chém hết cho ta. Tuân lệnh. Sau khi bắt được hai vương tử nổi loạn Trịnh Sầm và Trịnh Lịch, chúa Trịnh Tráng lệnh cho giết cả. Lịch sử Đại Việt thời Lê Trịnh sẽ tiếp diễn như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi. Trong suốt thời gian cầm quyền của mình, chúa Trịnh Tráng chú trọng đến việc xây dựng bộ máy quan lại vững mạnh, kén chọn người tài cống hiến cho triều đình. Đặc biệt, ông còn có đóng góp lớn trong việc ổn định cung đình, tiêu biểu như sự kiện trị tội hoạn quan Hoàng Nhân Dũng năm Nhâm Thìn 1652. Hoàng Nhân Dũng là hoạn quan nổi tiếng dưới thời nhà Trịnh, được chúa Trịnh Tráng vô cùng tin tưởng và được ban họ tên là Trịnh Lãm. Mau về bẩm báo với chúa thượng. Bẩm Trịnh quận công, thuộc hạ đã đưa pháp sư đến rồi. Xin kính chào quận công. Đến rồi sao? Mau ngồi, mau ngồi. Quận công, mọi việc thuộc hạ đã nói cả với pháp sư đây. Việc lớn của quận công chỉ cần chờ ngày hoàng đạo thì ắt sẽ thành. Trịnh quận công hãy yên tâm, tôi đã hành tẩu nhiều năm, pháp thuật uyên thâm. Lần này ngôi chúa sẽ là của quận công thôi. Tốt lắm. Mọi việc đều nhờ cậy cả vào pháp sư. Khải chúa, trưởng tư lễ giám, quận công Trịnh Lãm cậy được chúa thượng tin yêu, ngày càng kiêu căng phóng túng. Bấy lâu nay, ông ta bí mật thông mưu với Trần Nhân Liễu, lén nút nuôi kẻ có tài yêu thuật là Tuyên Đức để hòng khởi loạn ạ. Chúng thuộc hạ theo lệnh chúa thượng, theo dõi phủ của Trịnh Lãm quận công,
thì thấy Trần Nhân Liễu thường xuyên ra vào. Sáng nay hắn còn đưa Tuyên Đức cùng tới phủ nữa. Là bởi ta quá tin tưởng Trịnh Lãm. Nay hắn cả gan nuôi kẻ có tà thuật, mưu đồ khởi loạn, tội không thể tha. Ta phải diệt trừ hắn trước khi hỏa tới. Khải Chúa Thượng, xin Chúa Thượng hãy ra lệnh. Chúng thuộc hạ xin dốc lòng dốc sức vì Chúa Thượng. Hai người hãy cứ theo dõi nhất cử nhất động của Trịnh Lãm. Hễ có thông tin gì, báo ngay cho ta biết. Những việc còn lại, ta sẽ tự sắp xếp. Tuân lệnh Chúa Thượng. Chờ, chờ, đi chờ. Sông lên, bắt lấy hắn. Bẩm lão gia, quân lính bao vây phủ ta rồi. Sao? Trịnh quận công, hãy chịu tội. Ta mắc tội gì? Cứ tới gặp Chúa Thượng rồi sẽ biết. Báo giải đi. Ý định khởi loạn của Hoàng Nhân Dũng, tức Trịnh Lãm, bị phát giác. Chúa Trịnh Tráng đã ra lệnh chém đầu Hoàng Nhân Dũng đem đi bêu, còn đồng bọn bị xử lăng trì trước dân chúng. Việc thẳng tay trừng trị Hoàng Nhân Dũng của Chúa Trịnh Tráng nhằm làm ổn định nội bộ triều đình Thăng Long, tạo đà cho kinh tế thương mại phát triển. Trong thời gian cầm quyền của Thanh Vương Trịnh Tráng, chính quyền Thăng Long luôn duy trì đường lối ngoại giao mềm dẻo, hòa hiếu với nhà Minh nhằm duy trì sự ổn định của đất nước. Vì thế, vua Minh từ chỗ chỉ phong tước An Nam Đô Thống Sứ cho các vua Lê Trung Hưng, nay đã phong Thái Thượng Hoàng Lê Thần Tông làm An Nam Quốc Vương, và năm 1651 lại phong Trịnh Tráng làm Phó Vương. Khải Chúa, nhà Minh đang bị người Mãn Thanh ở phía đông bắc đánh chiếm, e rằng triều đình nhà Minh sẽ gây áp lực cho ta. Chẳng phải vua Minh đã phong cho Thái Thượng Hoàng làm An Nam Quốc Vương hay sao? Vĩnh Lịch Hoàng đế mới lên ngôi, muốn củng cố địa vị để chống lại người Mãn Thanh, nên đối với nước ta cũng có phần nới lỏng. Trước đây nhà Minh chỉ phong vua làm An Nam Đô Thống Sứ, đến đây chịu phong An Nam Quốc Vương, nghĩa là vị thế nước ta đã khác rồi. Nhà Minh tuy đang suy yếu, nhưng binh lực vẫn còn lớn hơn ta rất nhiều. Tuy nhiên, trong lúc này ta đưa cho nhà Minh một số yêu sách thì cũng không phải là không tốt. Ý của Chúa Thượng là? Thượng Hoàng tuy đã nhường ngôi cho con, nhưng vẫn được nhà Minh phong làm An Nam Quốc Vương. Còn ta, đường đường là người nắm Đại Việt trong tay, không lẽ không được nhà Minh phong cho một chức tước gì hay sao? Đúng vậy, Thượng Hoàng làm An Nam Quốc Vương thì Chúa Thượng cũng phải làm Phó Quốc Vương. Tháng 8 năm 1649, vua Lê Chân Tông mất sớm, Chúa Trịnh Tráng đưa Thượng Hoàng Lê Thần Tông trở lại ngôi vua. Bệ hạ, nhà Minh đưa tin sang sẽ sớm sắc phong Thanh Vương Trịnh Tráng làm Phó Quốc Vương. Như vậy, ông ấy đúng là dưới một người mà trên vạn người. Trịnh Tráng ông ấy từ trước tới nay đều nắm thực quyền. Chấm tuy ở ngôi, nhưng mọi việc nào đâu có được quyết định. Trước kia, nhà Minh chỉ phong cho vua Đại Việt ta là An Nam Đô Thống Sứ. Vậy mà giờ họ lại phong cho bệ hạ làm An Nam Quốc Vương, Thanh Vương làm Phó Quốc Vương. Đó cũng là nhờ vào tài ngoại giao của Thanh Vương cả. Này, bản quan theo mệnh Hoàng đế Đại Minh mang sắc phong đến An Nam, phong cho Thanh Vương Trịnh Tráng của An Nam là Phó Quốc Vương. Mong rằng Phó Quốc Vương phò trợ cho An Nam Quốc Vương trị nước an dân. Tạ ơn Hoàng đế bệ hạ. Cảm tạ sứ thần đã vất vả đường xa tới Thăng Long. Trịnh Tráng ta sẽ dốc toàn tâm toàn trí vì sự phát triển của Đại Việt. Việc Thanh Vương Trịnh Tráng được nhà Minh sắc phong làm Phó Quốc Vương đã góp phần quan trọng khẳng định vị thế của Đại Việt trong mối quan hệ ngoại giao với nhà Minh. Đó cũng là nhờ vào đường lối ngoại giao vô cùng khôn khéo, sáng suốt của Trịnh Tráng trong thời gian ông cầm quyền.
Tháng 10 năm 1651, nhà Minh sai sứ sang phong chúa Trịnh Tráng làm phó quốc vương. Việc tiếp sứ Trung Hoa diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long được người phương Tây thời bấy giờ miêu tả với sự công phu, cầu kỳ và hết sức linh đình. Điều này đã thể hiện sự giàu có của đàng ngoài và khẳng định sức mạnh của chính quyền Thăng Long. Tôi nghe nói lần này nhà Minh sai sứ sang phong chúa Trịnh làm phó quốc vương, nên trong suốt thời gian qua, kinh thành Thăng Long mới nhộn nhịp chuẩn bị lễ đón tiếp. Hai bên bờ sông dài mấy dặm đều dựng cờ rực rỡ. Xem ra triều đình rất coi trọng việc đón sứ thần lần này. Đây là nghi lễ ngoại giao đặc biệt quan trọng của triều đình chúng tôi mà. Phải làm sao cho trọng thị nhất mới được. Đây, ông xem đi. Ngự giá của chúa trông thật lộng lẫy và uy nghiêm. Tất cả các quan đại thần, đoàn đi tùy giá, bên văn ban cũng như võ bị, ai nấy đều đeo dấu hiệu của bộ mình và có rất đông thuộc hạ mang chế phục riêng. Lại còn rất nhiều các quan văn võ mặc sắc phục rất đẹp. Đúng vậy, trang phục của binh lính, bộ binh và kỵ binh, mỗi một đội có một binh phục riêng. Tất cả hợp thành một cảnh sắc huy hoàng và rực rỡ mà ít bậc quân vương nào có thể làm được. Binh khí cũng rất hoành tráng, nào là giáo trường, trường thương, tên, súng hỏa mai, yến nguyệt đao, đoạn đao, thương hay siêu đao, đều sáng nhoáng, có giáp vàng, giáp bạc, cả đạm ngà nữa. Thật không ngờ tôi lại có thể chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng đến vậy. Tôi thấy phía Đại Việt đem một đoàn thuyền đi đón sứ nhà Minh. Thuyền được bày ra thành thế trận trên sông. Các thuyền chiến dàn thành hàng trăm chiếc một, hàng nọ cách hàng kia đều nhau. Thuyền sau nối thuyền trước thành nhiều dãy dài rất đẹp. Sứ thần Trung Quốc có vẻ rất vui vẻ và hân hoan. Ông ta gật gù liên tục và cười rất tươi. Vua và chúa quỳ lễ bốn lễ và vái một vái dài bái nhận một thứ gì đó từ sứ thần. Có lẽ là sắc thư của vua mình do sứ thần mang đến và giao cho. Đúng vậy. Vị sứ thần này đi tới đây sẽ được coi như là đại diện cho hoàng đế phương Bắc. Đi đâu sứ thần cũng ở bên phải vua và được các đình thần bái mạ. Lễ nghênh tiếp xong rồi thì sứ thần được tiếp như người thường. Nhưng vì ông ta là người ngoại quốc nên vẫn được tôn trọng như một đường quan. Chà chà, các đội bộ binh đóng khắp nơi đang gióng trống, đánh thành la, có chỗ thổi sáo, thổi ken để đáp lại nữa kìa. Quá là một sự đón tiếp vô cùng lộng lẫy và trọng thị. Thật hiếm có gì tốt để chứng kiến một nghi lễ lớn như vậy. Tôi nhất định phải ghi chép lại thật tỉ mỉ mới được. Qua cảnh tiếp sứ Trung Quốc của đàng ngoài, có thể thấy vua Lê chúa Trịnh không chỉ thể hiện thái độ ngoại giao khéo léo, sự trọng thị và nhiệt tình trong hoạt động chào đón, mà còn thông qua đó để phô diễn sức mạnh về quân đội của triều đình trước sứ thần phương Bắc, qua đó thể hiện sức mạnh Đại Việt. Tháng năm nhuận năm Bính Thân 1656, sau khi xét công thắng trận ở Đại Nải, phong chức ban thưởng cho các tướng sĩ, triều đình lại xét tội thua chạy và xử phạt đối với các tướng sĩ có tội. Cùng trong thời gian đó, vua Lê phong thế tử của Tây Định Vương Trịnh Tạc là Trịnh Căn làm phó đô tướng Thái Bảo Phú Quận Công. Nay phong Trịnh Căn làm phó đô tướng Thái Bảo Phú Quận Công, mở dinh gọi là Tá Quốc Dinh, ban cho ấn Tá Quốc Tướng Quân. Trịnh Đống làm thiếu phó Vũ Quận Công, mở dinh gọi là Trung Khuông Quân, ban cho ấn của dinh. Trịnh Kiều làm thiếu Bảo Vân Quận Công, Trịnh Lệ làm phó đô tướng Thái Bảo Thọ Quận Công, Trịnh Tu làm phó tướng thiếu úy Tấn Quận Công. Khâm thử. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ đã ưu ái cho con cháu họ Trịnh chúng thần. Thành vương chớ đa lễ. Khanh và con cháu Trịnh gia đã hết lòng vì triều đình. Trao chức tước cho con cháu của Khanh là do họ có thực tài. Hơn nữa, họ nắm trọng trách trong tay thì đóng góp của họ với triều đình cũng lớn hơn. Bẩm phụ vương, trận Đại Nải vừa rồi quân ta giết được nhiều giặc, bắt được voi ngựa, khí giới, súng đạn không kể xiết, nhưng số binh tổn thất cũng không nhỏ. Nay Ninh Quốc Công lại đem các thuộc tướng về đóng ở An Trường, còn định cử Trịnh Căn thống lĩnh các tướng đến xứ Nghệ An hiệp đồng với Ninh Quốc Công đánh giặc.
Nay mọi quyền bính cha đã giao cả vào tay con. Trịnh Căn cũng đã trưởng thành. Con hãy thay cha quyết định mọi việc. Dạ, con xin nghe theo lời cha dặn. Trịnh Căn, con hãy thống lĩnh các tướng tới Nghệ An cùng Ninh Quốc Công chống giặc. Con xin tuân lệnh. Được rồi, mau đi đi. Chúa thượng, cha, con xin cáo từ. Bẩm phó đô tướng, chúng ta đã đến đất Nghệ An rồi ạ. Tốt lắm, mau thúc giục binh sĩ tăng tốc. Ngày mai ta phải tới An Trường. Tuân lệnh. Bẩm phó tướng, chúng ta đã đóng dinh ở An Trường mấy tháng rồi, giặc vẫn chưa có động tĩnh gì. Chi bằng chúng ta chủ động tấn công để chúng thấy khó mà lùi xa. Ta vào Nghệ An để hiệp đồng cùng Ninh Quốc Công giữ đất. Làm sao có thể manh động mà cất quân khi chưa có lệnh? Phụ vương ta đã sai Thái Bảo, Thọ Quận Công, Trịnh Lệ làm thống lĩnh, Hình Khoa cấp sự trung, Lương Nghị làm đốc thị, Thiếu phó Vũ Quận Công, Trịnh Đống làm đốc suất, Hộ Khoa cấp sự trung, Phùng Viết Tu làm đốc thị, đều đem sở thuộc đến Nghệ An tiếp ứng. Việc của các ông là theo dõi mọi động tĩnh của quân Nguyễn, đồng thời giám sát bên Ninh Quốc Công rồi báo lên ta. Tuân lệnh. Để đối phó với quân của chú Nguyễn ở phía Nam, nhà Trịnh đã tăng cường binh sĩ canh giữ vùng đất Nghệ An. Từ đây, tài năng quân sự của Trịnh Căn càng được bộc lộ rõ rệt và càng được triều đình tin tưởng, trọng dụng. Tháng 11 năm Bính Thân 1656, quân Lê Trịnh ở các đồn trấn tại Nghệ An đều tiến qua Nam Hà, chia quân đào hào đắp lũy giữa các nơi hiểm yếu. Là người giỏi mưu lược, Phú Quận Công Trịnh Căn đã nhìn thấu dã tâm của Ninh Quốc Công Trịnh Toàn khi lòng người đang nao núng, vận nước gặp buổi gian truân. Nay các quân ở đồn trấn đều tiến qua Nam Hà, Ninh Quốc Công Trịnh Toàn cũng đã đóng doanh ở Quảng Khuyến rồi. Bẩm phó đô tướng, quân giặc vẫn án binh bất động thì phải làm sao ạ? Nghệ An là đất của ta, nhưng đường đất dễ công khó thủ. Khi chuyển quân doanh sang Bạc Trạc, ta đã quan sát kỹ, các quân phải chia ra đào hào đắp lũy giữ các nơi hiểm yếu. Phó đô tướng, việc này chỉ quân doanh ta làm hay cả bên Quảng Khuyến? Tất nhiên là cả quân doanh bên Ninh Quốc Công rồi. Từ khi lập công ở trận Đại Nải, Ninh Quốc Công có phần tự phụ, e rằng... Việc này ta đã có dự liệu, các tướng hãy làm tốt những việc trên cho ta. Tuân lệnh! Đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp quá. Chim ơi. Ngon. Múa đẹp lắm, Thường Bác. Tạ ơn Ninh Quốc Công. Các anh em, uống. Uống. Hôm nay nhất định phải say. Không say không say, ta phạt. Uống. Uống. Không xe không về. Xin mời đại, kính mời đại nhân. Hôm nay ta rất vui, thưởng cho anh em một chút tiền tiêu vặt. Người đâu? Uống đi. Đó, đại nhân. Xin mời đại nhân. Xin mời, xin mời. Cha ta đã có ý nghi hoặc, thật không ngờ Ninh Quốc Công hẳn là ngầm có lòng khác. Dạ bẩm phó đô tướng, Ninh Quốc Công ngày đêm vũ nuôi tướng sĩ, phân phát bạc vàng không có hạt độ, khiến cho tướng sĩ ai nấy đều ham hưởng thụ rượu chè đàng điếm, rồi quay ra nịnh nọt tâng bốc chủ tướng, e rằng có ngày làm phản ạ. Bẩm phó đô tướng, Ninh Quốc Công đã đem quân về An Trường rồi ạ. Ông ấy dám tự tiện chuyển quân mà không nói với ta một lời nào sao? Loạn thật rồi. Dạ, phó đô tướng, bây giờ phải làm sao ạ? Chuyển quân doanh về Phủ Long, phải theo sát mọi động tĩnh của Ninh Quốc Công. Tuân lệnh. Thống lĩnh phó đô tướng Thái Bảo Phú Quận Công Trịnh Căn do biết âm mưu phản trắc của Ninh Quốc Công Trịnh Toàn, nên đã đem quân về xã Phủ Long thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An sửa sang dinh lũy để xem động tĩnh. Năm Đinh Dậu 1657, mùa hạ tháng 4, ngày 16, Đại Nguyên Soái Thống Quốc Chính Thượng Chúa Thanh Vương Trịnh Tráng qua đời, thọ 81 tuổi. Cả cuộc đời, ông sống và cống hiến cho sự phát triển của vương triều Lê Trung Hưng, đặc biệt là việc mở rộng ngoại thương với người phương Tây.
Ta đã ngờ rằng Trịnh Toàn có lòng khác, quá là không sai. Quả thực ta không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng đúng là quyền lực làm cho con người ta bất chấp cả tình máu mủ. Nay mọi việc từ phủ chúa đến cung vua đều nằm trong tay ta. Bách gia thiên hạ đều trông ở ta. Làm sao ta vì chút tình riêng mà ngó lơ việc nước? Bẩm ông, bên phủ chúa đưa tin chúa thượng đang rất yếu, mời ông qua bên đó ngay ạ. Được, mau lấy ngựa cho ta. Phụ vương, Trịnh Tạc còn hãy thay ta lo liệu mọi việc. Phụ vương, người sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà. Ta mệt rồi, ta phải nghỉ ngơi thôi. Phụ vương! Phụ vương! Ngày 16 tháng 4 năm Đinh Dậu 1657, Thanh Vương Trịnh Tráng mất, truy tôn phong làm Nghị Vương Thụy là Long Tự. Các đại thần, phụ vương của ta ở ngôi hơn 30 năm, đã làm không ít việc cho Đại Việt. Nay phụ vương ta trở về với tổ tiên, ta sẽ thay cha quản lĩnh binh quyền, mong các ông cùng dốc sức. Bẩm chúa thượng, chúng hạ quan sẽ hết lòng phò trợ chúa thượng. Có được lời này của các ông, bổn chúa an tâm rồi. Từ triều đình đến phủ đường, công việc bộn bề, làm sao để chu toàn trên dưới trong ngoài là điều rất khó. Thế nhưng ta tin, với sự giúp sức cật lực của các ông, triều đình ta sẽ ngày càng vững mạnh. Có chúa thượng anh minh sáng suốt đứng đầu thì Đại Việt ta sẽ hưng thịnh phú cường. Chẳng những thế, các nước láng giềng sẽ ngày càng nể trọng. Chưa biết láng giềng nể sợ thêm mấy phần. Nhưng mà Ninh Quốc Công, ông ấy ngầm có lòng khác. Bổn chúa đã cho gọi về kinh mà tới nay vẫn chưa chịu về. Chúa thượng không chịu về, làm trái ý chúa, hẳn có lòng mưu phản. Việc này bổn chúa đã giao cho phó đô tướng Trịnh Căn lo liệu. Dù gì Trịnh Toàn cũng là anh em của ta, hẳn ông ấy sẽ không làm trái di mệnh của phụ vương ta. Sau khi Thanh Vương Trịnh Tráng mất, Tây Định Vương Trịnh Tạc lên nắm binh quyền thay cha. Từ việc kế lập này lại gây ra rối loạn trong nội bộ họ Trịnh. Sự việc diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn đón xem.